Ơi, chào các bạn nha. Hôm nay anh em mình sẽ làm một clip là trải nghiệm cái săn bắt trên sông các bạn. Mình qua ra sông, mình qua bên cồn mình kiếm sinh tồn, mình cũng giống sinh tồn không sinh tồn các bạn. Mình kiếm món, mình trải nghiệm món ăn trên sông các bạn. Thì anh em mình gồm những thành viên chia nhau, một người đi bắt ốc, người đi kiếm rau, thì những cái gì có trên cồn rồi mình kiếm, mình để mình chế biến nấu ăn trên xuồng các bạn. Để mình trải nghiệm cái ẩm thực mới lạ của người dân miền Tây để giới thiệu đến các bạn nha các bạn, người dân sông nước nha các bạn. Đó, giờ anh em mình đang đi kiếm đồ ăn các bạn. Giờ anh em mình đi kiếm rau với lại mò bẫy mớ ốc nha các bạn. Ta đang cầu hết các bạn ơi. Các bạn ơi, giờ hai anh em mình để lại hai thằng các bạn để mò tôm nha, còn hai mấy mình đi kiếm rau gác với người ốc nha các bạn. Đó các bạn, giờ mình để hai thằng nó ra đây, nó đây nó kiếm tôm đi. Đó, giờ anh em mình đi kiếm ốc với rau gác rồi các bạn. Rồi các bạn, bây giờ anh em mình đang đi kiếm ốc nha các bạn. Giờ kiếm ốc, mò ốc, má ốc rồi cá chút mình kiếm gì được mình về mình chế biến mình ăn các bạn. Dẹp ơi. Ốc dẹp nói chung cái gì mình kiếm được là những cái gì mình kiếm được là mình ăn được các bạn ơi. Đục rồi anh em dính cá lóc kiến rồi, rồi được món cá lóc kiến nha các bạn. Rồi gắn kiếm cá lóc kiến, kiếm món cá lóc kiến này mình chơi mình nướng nha các bạn. Đó, nói chung thì mình kiếm được cái gì là mình làm món đó nha các bạn. Anh này được cá lóc, anh này anh đang mò chim chép nha các bạn. Đang hơi được 4 con nghe các bạn. Có con chim chép, 1 thôi 1. Có gì không? Rồi, được con nữa các bạn ơi. Con này bự hơn con. Nói chung ở khu đây gần hầm mình thử cá lóc kiến, hầm cá các bạn. Cá lóc kiến này ở rất là nhiều các bạn. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình quay lại mình rước hai ảnh các bạn. Hai ảnh của anh mò được nhiêu tôm mình các bạn. Bây giờ được có mấy con rồi? Có 2 con. 3 con hả? Rồi, cá chút. Làm gãy nhánh cái lô kiến người ta hết trơn rồi trời. Mình bay qua mình hái đi, hái bông điên điển nha các bạn. Nè các bạn ơi, anh mình đang hái rau muống các bạn. Thì giờ này mấy mình cũng anh em mình cũng kiếm được một mớ cá rồi. Với ốc với dẹm nữa. Rồi mấy anh em mình sẽ vô cái chỗ này nè các bạn. Tại vì cái chỗ này là nó có cái máy của người ta làm pin năng lượng mặt trời á mấy bạn. Mình vô đây mình sẽ ở trong đây rồi mấy anh em mình sẽ trải nghiệm cái kiểu ăn sông nước nha các bạn, mùa nước nổi nha. Đây, anh mình đang kiếm hái rau muống. Thì ông anh này thì đang làm cá chế biến cá lau kiến nha các bạn. Đây mình cũng đi săn được một mớ cá linh rồi cá lau kiến rồi cá chim nữa các bạn, rồi có mấy con dẹm với mấy con chim chép nữa mấy bạn ơi. Cá lau kiến nè các bạn nhìn nè, trời đã không. Đây cái con cá lau kiến này là mình chắc ăn là nó sẽ có trứng luôn nè các bạn, cái bụng nè cho nói chung này là món ăn đồng quê không có thuốc sâu các bạn, như là bảo đảm nhất các bạn. Này là mấy anh em mình chế biến tìm những cái thức ăn nó có sẵn ở bên cồn nha mấy bạn, sẵn từ thiên nhiên thôi. Đây là những cái giớn của người ta nè các bạn, mấy giớn này là chắc mình nghĩ là cá nhiều lắm luôn á.
trời cũng đang chuyển mưa rất là lớn nha mấy bạn. Thì mấy anh em mình vô đây ở trong đây là cũng lý tưởng lắm, nó không có tạt mưa với lại cũng ok lắm. Nè các bạn ơi, giờ này mình mấy anh em mình cũng đến chỗ đang chế biến cái món ăn với chợ ấy than đồ, đang nướng cá với chế biến cá nha các bạn. Sói luôn mới chịu nha. Bây giờ này mấy anh em mình đã làm xong rồi nè các bạn ơi, thì gồm có cá linh nướng nha các bạn, cá lau kiến nướng và dẻm nướng với các món gạo mấy anh em mình kiếm được nha. Rồi bắt đầu mấy anh em mình bắt đầu thưởng thức nha các bạn. Lớn lớn lên. Gạo kiến các bạn. Gạo kiến nướng. Đang miếng dưa leo nha các bạn. Mấy anh này ăn cá nha. Mày chín cho nó. Rồi. Các bạn, chín cái để đó. Mình ăn với cái lịch với tao không nước các bạn. Đó. Rồi. Mấy con này chắc được rồi. Mày vàng. Mày vàng các bạn. Ngon quá các bạn ơi. Ăn cá lịch nước rồi. Nó gì nó. Cái gió đó. 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 Đ
trơn, còn không có miếng trời làm gì vừa thôi nhỏ. Mời bạn nha bạn. Má hết luôn rồi, mình về nữa. Quốc mình đỡ sâu cái lưng. Oh,
con nào có trứng nha, cho ta cái trứng cái đây nha. À, rồi còn con này nha, đó nó còn cá trứng nè, nó thằng đó nó nghe nó không có có nó ăn giục bỏ rồi. Ông là không có chính đúng à, không phải chính à, hết nước à, không là làm được rồi, đừng để nó đẩy hết nước, hết nước là hết ngon. Ăn nước gì nó mới ngon. Nước à. Đó là mình đi. Nước thì mình lấy mới được. Đúng quá. Đừng lại vào mũi luôn. Còn chắc chỉ là mình. Rồi đó là em đi. Đây nha, giữ cái lưng nè, chưa chín nha, hay giữ cái lưng này chưa chín nha. Nổ nổ thì có giữ này chín nè nha. Câu cá nè. Giờ chân nha. Không có gì không anh, giòn nè chân. Ôi trời. Chết rồi. Nó hơi ngọt. Đây. Cái thứ gì? Cô bạn ơi. Thôi, còn chín rồi. Đây, đây. Không biết ăn đậu biết sợ á. Đậu bên tân. Dạ lấy nước rồi trời. Ngon đúng không? Ngon nữa không? Mùi hay đúng không? Không có chạy. Nó cái này là ok. Cái này phải nó không chút. Được. Này thấy đầy phẩm thế gian rồi. Giờ giáo bà giáo mình cho chắc hiểu. Ngọt đâu quá là ngọt. Nè cái đầu người khô nè. Nè. Còn ngọt nữa bạn. Ngọt dữ dằn ngọt. Đó, cá nguyên chì luôn mà. Cái con thịt tao có bắt cái nước rồi đó. Cái nước cái gì mà không? Cái này là chua vàng nè, nó vàng thêm kiểu nữa, lúc rồi kiểu nó ngon. Dạ, không ngọt. Dạ, ngọt lắm. Thank you.
Chào các bạn ơi, thì clip của anh em mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Thì mong các bạn thấy video hay chân thật, các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ cũng như để lại một like và chia sẻ cho anh em mình nghe và để lại comment để góp ý kiến cho anh em mình làm clip hoàn thiện hơn nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Đi. Rồi quá, cả mẹ thấm nước miếng không.